Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền ảo ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 118. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Cái hiện tượng này từ đâu mà có? Sinh ra như thế nào? Quá trình biến hiện lại như thế nào? Tương lai kết quả ra làm sao? Bốn cái chữ này đã trả lời hết toàn bộ rồi. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tất cả mọi hiện tượng trong hư không pháp giới là từ trong tâm của mình hiện ra một cách rất tự nhiên. Cái hiện ra là hiện tượng gì vậy? Y Chánh Trang Nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Y Chánh Trang Nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, đó chính là duy tâm sở hiện. Sở hiện vốn dĩ là cái hình dạng này không hề có thay đổi. Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Mười pháp giới là do đem nhất chân pháp giới biến đổi mà ra. Biến đổi như thế nào vậy? Thức đem nó biến đổi. Thức chính là phân biệt, chấp trước. Ý thức thứ sáu hay phân biệt, thức mạt na thứ bảy hay chấp trước. Có hai cái thứ này rồi, chúng sanh ở trong mười pháp giới, thức tâm của mỗi người không như nhau, cũng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người đều khác nhau, không có người nào giống nhau. Vì thế nhất chân pháp giới liền biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Thật sự là vô lượng vô biên. Phật là vì thuyết pháp phương tiện khởi kiến, đem những cái này biến hiện ra vô lượng vô biên pháp giới, quy nạp thành 10 loại lớn, tứ thánh lục phàm. Cách nói này là phương tiện, cho nên cái này là quy nạp thành 10 loại lớn. Trên thực tế là vô lượng vô biên, là thức biến. Phật ở trong 10 pháp giới phổ độ chúng sanh là độ cái gì vậy? Chẳng qua là dạy người chuyển thức thành trí, hồi phục lại bản lai diện mục của tâm tánh mà thôi. Ngoài điều này ra, Phật chưa từng nói qua câu nói nào. Phật vì chúng ta nói chính là vì cái này. Như thế pháp môn niệm Phật của chúng ta ngày nay có phải cũng tu cái này phải không? Đúng vậy, một chút cũng không sai.
Bạn thấy Phật dạy chúng ta đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông xả, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Nhất tâm chuyên niệm này chính là thức, không tưởng gì khác, không biến gì khác, chuyên tưởng A-di-đà Phật, chỉ chuyên biến A-di-đà Phật. Hy vọng chúng ta biến trở lại. Chúng ta biến sai rồi, biến thành lục đạo luân hồi. Hiện nay niệm Phật, dùng cái biện pháp này biến trở lại, trở về nguồn, là cái ý này. Cho nên pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị. Niệm Phật chính là chuyển thức thành trí của pháp tướng tâm, chính là vô trụ sinh tâm mà trong kinh Bát Nhã nói, nó thấy đều tương ưng rồi. Buông xả vạn duyên vô trụ, nhất tâm chuyên niệm sinh tâm. Bạn xem tương ưng với Bát Nhã. Cái pháp môn này tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta dứt khoát không nên xem thường, xem nhẹ nó. Cái tổn thất đó thật sự là quá lớn, quá lớn rồi. Tắc bất trước bất hoại, tánh tướng viên dung, nhất thiết vô ngại. Sau cùng ba câu này dạy cho chúng ta thái độ tu học. Chúng ta tu học như thế nào? Hay nói cách khác, cái tu học này mọi người nghe xong giống như không có quan hệ gì quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta hãy đổi một cách nói khác. Đây là dạy chúng ta trải qua cuộc sống như thế nào. Vậy chúng ta sống như thế nào? Vậy chúng ta làm việc như thế nào? Vậy chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật như thế nào? Nó là như vậy. Ở trong Phật Pháp, chúng ta có hai chữ tu học. Nó bao gồm nhiều thứ như vậy. Cho nên các vị phải biết, tu học là toàn bộ đời sống của chúng ta. Chúng ta nên dùng thái độ như thế nào vậy? Không dính vào tất cả pháp, không chấp trước. Tất cả pháp hiện ngay trước mắt chúng ta thì sao? Chúng ta cũng không nên cự tuyệt. Chúng ta có thể thọ dụng. Cơm để trước mặt có thể ăn. Không nên nói cái này tôi không chấp trước, tôi không cần đó, là không nên. Tất cả cảnh giới hiện tiền có thể thọ dụng, không được chấp trước. Thọ dụng thập ma sanh tâm, bất chấp trước thập ma bất trụ. Ở chỗ này nói bất trước chính là không trụ, nên không có chỗ trụ. Bất hoại chính là sanh tâm, ta có thể thọ dụng nó. Cái đời sống này liền tự tại ngay, liền hạnh phúc ngay. Chúng ta nói theo đuổi hạnh phúc trong cuộc sống, hạnh phúc đích thực là không chấp, không hoại. Nó tánh tướng liền viên dung ngay. Bởi vì tánh là không tịch, cho nên không được chấp trước. Tướng là huyện có, không nên phá hoại nó. Tướng huyện có thể hưởng thụ. Như thế này thì tất cả vô ngại rồi, là hoàn toàn tương ưng với tánh tướng viên dung. Làm như vậy mới viên dung. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Tri thử tắc tri tịnh độ giữ Bát Nhã, cầu sanh giữ ly tướng, ngữ biệt nhi nghĩa thực vô biệt. Nếu như bạn hiểu rõ cái đạo lý này rồi, đạo lý thông suốt rồi, bạn mới biết quan hệ giữa Bát Nhã cùng tịnh độ. Phần trước tôi cũng đã nhắc qua một chút quan hệ giữa tịnh độ cùng pháp tướng.
pháp tướng nói chuyển thức thành trí đều rất mật thiết, vô cùng viên dung, một mảy may mâu thuẫn cũng không có. Pháp thế gian nói mâu thuẫn chính là Phật pháp chỗ này gọi là chướng ngại, không có chướng ngại. Cầu sanh là sanh tâm, lìa tướng là vô trụ. Cầu sanh chính là nhất hướng chuyên niệm, lìa tướng chính là buông xả vạn duyên. Bạn thử xem, cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa thì không có khác, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Xả thử bất đồ, khởi phi tự ngộ. Chữ thử này là nói niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cái pháp môn này, cái sự việc này, nếu như bạn bỏ đi rồi, không cần nữa, thế thì bạn đã tự mình bỏ lỡ đời này rồi. Đời này khó gặp. Trong kệ khai kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Quả thật mà nói, không chỉ trăm ngàn muôn kiếp, cư sĩ Bành Tế Thanh nói là vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Đây là hôm nay, không dễ dàng. Bạn có thể được thân người, gặp Phật pháp, lại gặp được con đường tắt để thành Phật, pháp môn niệm Phật. Đây thực sự là vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Ở chỗ này khuyên bạn dứt khoát không được bỏ lỡ cái cơ hội này. Đương tri bất ưng trụ, vô sở trụ, thì đản trừ kỳ bệnh, bất trừ kỳ pháp giả. Tức sắc thanh hương vị xúc, cúng Phật đồ chúng, nảy chí dưỡng thử sắc thân, giai bất năng phế di bất dụng, nhược năng bất trước, hà ngại chi hữu, đương như thị lãnh hội giả. Phật ở trên kinh nói với chúng ta không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Đây là phần trước, hai câu này chúng ta cũng đã từng giảng cặn kẽ rồi. Ý của Phật là trừ cái bệnh vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Dụng ý là ở chỗ này, hoàn toàn không phải trừ tất cả sự tướng, tất cả pháp thế xuất thế gian, không phải trừ cái này. Cái thứ này hữu dụng. Chúng ta ngày nay cúng Phật cũng là đem lục trần để cúng Phật. Chúng ta cúng hoa, hoa là sắc. Chúng ta thắp hương ở trước mặt Phật, hương đó là gì? Hương gì? Chúng ta vẫn là dùng lục trần cúng Phật. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta không có nhìn thấy Phật thuyết pháp, nhưng mà ở trong sách xưa lưu truyền lại có một số manh mối
chúng ta có thể thể hội được. Giống như bích họa đôn hoàng thời cổ đại, hiện nay đến Trung Quốc để tham quan du lịch, rất nhiều người đều đến đôn hoàng để xem nghệ thuật của Phật giáo. Thế Tôn giảng kinh, những đệ tử thanh văn này, rất nhiều người đều ngồi nghe ở dưới. Đệ tử Bồ Tát cũng dây xung quanh Phật. Bạn xem chư thiên, thiên nữ tán hoa tấu nhạc, ca múa, cúng Phật, cúng dường hải hội đại chúng. Đó đều là lục trần cúng dường. Đây là nói chúng ta cúng Phật không thể lìa khỏi lục trần. Lục trần sao không cần được chứ? Phần trước nói không ngoài pháp ấy, chữ pháp này chính là chỉ lục trần. Xá pháp này chúng ta cần dùng nó, gọi nó là pháp. Sắc thanh hương vị xúc, mấy loại pháp này. Bạn thấy phía trên đây những chữ này là không có trần. Tại vì sao nó không có trần vậy? Bởi vì ở trong tâm bạn không phân biệt, không chấp trước, vậy thì nó không phải trần, nó không làm ô nhiễm. Ở trong tâm nếu như vừa phân biệt vừa chấp trước thì cái pháp này liền biến thành trần ngay. Trần là bụi trần đến ô nhiễm. Chúng ta bàn một ngày không lau chùi thì bụi trần sẽ ô nhiễm rồi. Cái thứ này bạn chỉ cần vừa phân biệt vừa chấp trước liền ô nhiễm tâm thanh tịnh của bạn ngay. Cho nên nó gọi là lục trần. Nếu như chúng ta đối với những cái này không khởi phân biệt, không chấp trước nó, thì nó không gọi là trần, mà gọi là sáu pháp. Nếu gọi là sáu pháp thì không gọi là trần nữa. Nãi chí dưỡng thử sắc thân, thân thể chúng ta ở thế gian vẫn không có lìa khỏi cái thế gian này. Thân thể đó cần phải dưỡng, cần phải dinh dưỡng cho nó. Dưỡng cái thân thể này cũng cần sáu loại pháp đã nói phía trước. Sắc thanh hương vị xúc pháp cần những thứ này để dưỡng cái thân thể này. Cho nên đều không có thể bỏ mà không dùng. Trên cúng dường chư Phật, dưới dưỡng sắc thân. Nói đến dưỡng sắc thân là đã bao gồm bố thí tất cả chúng sanh, thấy đều có thể dùng được. Điều quan trọng là nếu có thể không chấp thì có gì ngại đâu. Cho nên bệnh của chúng ta chính là chấp trước. Tất cả mọi lời dạy của Phật là dạy chúng ta trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà thôi. Cái này chính là Phật pháp. Đương như thị lãnh hội, toàn bộ nghĩa thú kinh văn của kinh Bát Nhã đều phải từ chỗ này mà lãnh hội. Dưới đây nói đến niệm Phật của chúng ta, đây là pháp môn thù thắng nhất, pháp môn quan trọng nhất ở trong Phật pháp. Niệm Phật sanh tâm giả, ly tướng vô sở trụ giả. Thử tâm tuy không không động động, khước đề khởi nhất cú Phật hiệu, chánh thị sanh vô sở trụ tâm giả. Cái này đem bí quyết của niệm Phật
yếu lĩnh của niệm Phật nói ra cho chúng ta. Tâm niệm Phật phải thanh tịnh. Bạn xem, ở trong những bản sách khóa tụng của Tịnh Tông, chúng ta thường hay xem thấy nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm chính là tâm thanh tịnh. Hai tâm ở trong cái tâm đó có vọng tưởng là không thanh tịnh, gọi là nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm ở trong tâm rỗng rang sáng suốt, ở trong tâm có một cái gì là không không rồi. Tâm đó đã có trụ là sai. Khi nói ra như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó. Tôi niệm Phật đều khởi vọng tưởng. Nếu nói cái tâm này rất sạch sẽ, rỗng rang, sáng suốt, một cái ý niệm cũng không có, thì tôi xưa nay cũng chưa làm được. Vậy thì chúng ta niệm Phật có phải là vô ích rồi không? Không có uổng công. Chỉ có thể nói tâm hiện tại của bạn vẫn không thanh tịnh, vẫn chưa có niệm đến nhất tâm. Công phu của niệm không đủ. Tiếp tục nỗ lực, tiếp tục nỗ lực, không nên nản chí, không nên hoài nghi. Chỉ cần một câu Phật hiệu, thành thật niệm. Nhưng mà nhất định phải biết, tất cả mọi lo buồn bận tâm nên biết thảy đều là vọng tưởng, đều không phải chân thật. Hy vọng càng giảm bớt càng tốt. Cái này chính là chúng ta thường nói phải buông cho được. Bạn buông xả càng nhiều càng tốt, công phu của bạn mới đắc lực. Nếu như không thể buông xả thì công phu niệm Phật sẽ không đắc lực. Không những thế pháp phải buông xả, không để ở trong tâm, mà Phật pháp cũng phải buông xả, cũng không được để ở trong tâm. Thế thì đúng. Cái này chính là vô trụ sinh tâm mà trong Kinh Kim Cang đã nói. Bồ Tát Đại Thế Chí gọi là tịnh niệm tương kế, đều tương ưng rồi. Diệu không gì diệu bằng cái này. Cầu sanh nguyện vi chứng vô sanh, ly tướng cầu sanh đồng tu hỷ. Đồng tu chính là tịnh độ cùng bát nhã đồng tu. Lì tướng là bát nhã, cầu sanh là tịnh độ. Chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là vì cái gì vậy? Là để chứng vô sanh. Cái mục tiêu cuối cùng mà trên Kinh Bát Nhã nói đến chính là vô sanh. Bát Nhã cầu chứng vô sanh. Chúng ta niệm Phật cũng là cầu chứng vô sanh. Mục tiêu giống nhau, phương hướng giống nhau, chỉ là phương pháp cách thức khác nhau mà thôi. Cái phương pháp cách thức này xảo diệu, thuận tiện, người nào cũng có thể tu được. Hành giải phương tiện, đương đồng thời tịnh tiến. Hành đạo chính là giải đạo. Đây gọi là dụng công chân thật. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như nói là giải hiểu được một chút rồi, không làm được, đó không phải là người tu hành. Có giải không hành,
Nó thật ra có giải không hành thì cái giải đó của bạn chưa chắc thấu triệt, chưa chắc chân thật. Vì sao vậy? Bạn chưa có trải qua thực nghiệm. Hiện nay nhà khoa học đều chú trọng cần thực nghiệm. Lý luận mà không có trải qua thực nghiệm thì chưa chắc là thật, chưa chắc có thể tin cậy được. Lý luận phương pháp mà Phật Pháp nói chúng ta cần đi làm, phải đem nó làm cho được, phải trải qua thực nghiệm, cái này mới là thật. Cho nên giải hành phải cùng tiến hành đồng thời. Ở trong đây có chân lạc, gọi là pháp hỷ sung mãn. Họ mỗi ngày có chỗ ngộ. Cái tháng ngày này không có luống qua, mỗi ngày đều có chỗ ngộ. Chỗ ngộ hay nói cách khác, cảnh giới của mình mỗi ngày đều đang nâng lên cao, đều có tiến bộ. Nếu một ngày không có tiến bộ thì ngày này là luống qua rồi. Một năm không có tiến bộ là một năm này luống qua rồi. Thế thì thật đáng tiếc. Một người tu hành chân chánh, quyết định không chịu bỏ lỡ thời gian quý báu. Nhược giải chi nhất diện, đắc kỳ phương tiện tắc khả dĩ, tăng trí huệ dưỡng đạo tâm. Hành giúp cho giải, giải giúp cho hành. Đây mới là tăng trưởng trí huệ thật sự. Dưỡng đạo tâm, đạo tâm chính là pháp hỷ sung mãn, thanh tịnh tự tại. Nhược hành chi nhất diện, đắc kỳ phương tiện, tắc hỷ nộ ai lạc, hoặc bất tí khiên động chủ nhân ông. Diệt bất trí, cân trương cấp táo, tự thị tự mãn. Hành trì công phu đắc lực. Khi đắc lực rồi, có thể thấy mừng giận buồn vui chính là nói thất tình, ngũ dục. Bày ra ngay trước mặt bạn, bạn không đồng tâm. Chủ nhân ông chính là tâm tánh của chúng ta, không còn bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Cái tâm này của mình có thể làm chủ tể được rồi. Nếu như ở trong cái tâm này không làm chủ được, cảnh giới hiện tiền, tâm vẫn còn bị chuyển bởi cảnh giới, thuận tâm liền khởi tham ái, không thuận tâm liền khởi chán ghét, khởi hận thù. Cái này chính là công phu không đắc lực. Chúng ta tự mình thử nghĩ, bình thường tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, từng giây từng phút cần khám nghiệm công phu của mình, xem có động tâm hay không. Nếu có động tâm, lập tức niệm A-di-đà Phật, đem nó đổi thành A-di-đà Phật. Hoặc giả là A-di-đà Phật này cũng không được, không đè được. Cái mừng giận buồn vui này nhất định muốn phát ra ngoài, dùng kinh Kim Cang cũng được. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, niệm liên tiếp mấy câu, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng,
đem cái ý niệm tâm lên xuống đó, đem nó điều phục xuống, sau đó câu Phật hiệu này sẽ đắc lực ngay, công phu sẽ đắc lực. Người tu hành chân chánh tu cái gì vậy? Chính là ở trong tất cả hoàn cảnh nhân sự, đem những vọng tưởng phân biệt chấp trước này đem nó bỏ đi mà thôi. Tu hành không thể lìa khỏi cảnh giới, lìa khỏi cảnh giới thì làm sao tu đây? Dưới đây là nói thái độ tu học của bản thân chúng ta. Phần trước cái này nói cảnh giới bên ngoài, không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Kinh Kim Cang sau cùng nói bất thủ ư tướng, bên dưới còn có một câu như như bất động. Chúng ta có làm được như như bất động hay chưa? Bản thân còn có một mảy may cái dáng vẻ đắc ý này, cái dáng vẻ tự mãn, thậm chí là dáng vẻ kiêu ngạo. Người hiện nay thường nói một chút xíu thành tựu đáng để tự hào, thế thì xong rồi. Đây vừa tự hào là xong rồi, làm sao có thể đáng để tự hào chứ? Hoặc giả tỏ ra nôn nóng, đây cũng là công phu của mình không đắc lực. Đây không phải ngoại cảnh, là nội tâm bên trong. Người niệm Phật không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, có lúc nội tâm sẽ khởi mâu thuẫn. Tôi niệm Phật đã niệm lâu như vậy, tại vì sao Phật vẫn không đến hiện ra cho tôi xem một chút? Nghe nói người khác đã thấy rồi, đã ngửi thấy mùi thơm rồi, đã nhìn thấy tướng lành rồi, tại vì sao tôi đã niệm lâu như vậy vẫn không nhìn thấy? Tôi niệm lâu như vậy tại sao vẫn không được nhất tâm? Đây là biểu hiện của nóng vội. Cái này là công phu không đắc lực. Niệm Phật không phải mong cầu tướng lành. Trong kinh nào nói với bạn niệm Phật cầu tướng lành? Không có nói. Niệm liên tục như vậy, có tướng lành cũng tốt, không có tướng lành cũng tốt, có cũng không cần quan tâm, cũng không nên tự mình cảm thấy rất thỏa mãn. Tôi nhìn thấy hoa sen rồi, tôi nhìn thấy Phật rồi, các anh đều không bằng tôi, thế là công phu của bạn hoàn toàn bị phá rồi. Nên biết rằng Phật Bồ Tát không hiện tướng lành, nói thật sự bản thân bạn không có công phu thì không thể qua nổi khảo nghiệm. Tâm vẫn chưa định lại được, cho dù mới định lại được, khi thấy tướng lành lại khởi sóng lên rồi, thế thì Phật chẳng phải đến hại bạn sao? Phật rất từ bi, không hại người. Bạn vẫn chịu không nổi, cho nên không thể hiện những tướng lành này cho bạn xem được. Đợi đến khi bạn công phu thật sự thành tựu rồi, cho dù nhìn thấy Phật đến rồi cũng như như bất động, trong tâm cũng như chẳng có việc gì, đến lúc đó Phật nhất định sẽ hiện tướng. Cũng giống như là bạn đi học, học được cũng khá rồi, có thể kiểm tra bạn được rồi, thế là đến kiểm tra, đến thử kiểm tra bạn. Học còn chưa tốt thì không thể kiểm tra, bạn làm sao có thể đủ điểm được chứ? Xem thấy rất rõ ràng, bạn chắc chắn thi không đủ điểm, cho nên họ đã không đến kiểm tra bạn. Bất nhiên chánh niệm tất đề bất khởi thiện dạng vật hốt, có thể thấy chánh niệm quan trọng. Chánh niệm chính là niệm Phật.
chính là một câu A-di-đà Phật này. Bình thường tu ngay trong lúc khởi tâm động niệm. Khi khởi tâm động niệm, cái lúc này là mình dụng công. Khởi tâm động niệm đều phải duy trì một cái thanh tịnh. Bất kể là động cái niệm gì, mau mau dùng câu Phật hiệu này để thay thế nó. Nhất định không được để ý niệm tiếp tục tăng trưởng, thế thì không tốt. Cánh tu ư đối ngộ cảnh duyên thời dụng công, đây là nói ứng dụng vào trong đời sống. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta sống không thể tách rời nó. Hai loại hoàn cảnh này đều vô cùng phức tạp, vô cùng rộng lớn. Chúng ta ở trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, luyện cái gì vậy? Luyện không động tâm, luyện không bị chuyển bởi ngoại cảnh, luyện mình có thể làm chủ được ở trong cảnh duyên. Thế là thành công, là luyện cái này. Nói đơn giản rõ ràng hơn chút nữa, luyện cái gì? Luyện tập nhìn thấu, luyện tập buông xả, là luyện cái này. Đây là luyện công đích thực, không phải hiện nay thông thường luyện khí công. Cái đó là vô ích, cái đó luyện tốt đi nữa cũng không thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới, không thể đoạn phiền não. Chúng ta cần luyện cái công này, nhìn thấu buông xả, là luyện cái công này. Nhất tâm niệm Phật, sở dĩ dĩ lịch sự, nhi luyện tâm. Lịch là trải qua, mọi sự việc chúng ta đều cần phải trải qua, cũng chính là nói phải thông qua mọi thế duyên, xem mình có phải thật sự buông xả hay chưa, có phải thật sự nhìn thấu, không động tâm rồi hay chưa. Cho nên phải trải sự luyện tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tháng, Ngài cái công phu đó, nếu như chúng ta đặt cho Ngài một cái danh từ chung, chính là bốn cái chữ này: lịch sự luyện tâm. 53 tham là trải sự luyện tâm. Vậy thì Thiện Tài cầu 53 tham, chúng ta đến nơi đâu để cầu 53 tham đây? Thực ra kiểu mẫu mà Thiện Tài làm chính là dạy chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật như thế nào. Bạn có thể ở trong tất cả cảnh duyên thật sự nhìn thấu, buông xả, không khởi tâm, không động niệm, không chấp trước, thì cái đó chính là thiện tri thức, chính là Bồ Tát. Bạn chính là Thiện Tài. Bạn cái cánh cửa tham học này thông qua rồi, bạn muốn hỏi những vị thiện tri thức đó của Thiện Tài ở đâu? Khắp nơi đều là thiện tri thức. Bạn có mắt mà không nhìn thấy, thật sự đáng tiếc. Thấy đều là thiện tri thức. Cái thiện tri thức đó của Thiện Tài, các ngành các nghề, già trẻ nam nữ, thấy đều là thiện tri thức, không có cái nào là không phải. Chúng ta tu hành ở trong cái này, phải biết tu cái gì? Tu nhìn thấu, buông xả, thành thật niệm Phật, là tu cái này.
bạn có thể đem ba câu này nghe hiểu rồi, nghe minh bạch rồi, bạn chăm chỉ đi làm. Không những tôi thừa nhận, tôi tin tất cả chư Phật Bồ Tát đều thừa nhận. Bạn đã tham cứu thấu suốt Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hiểu rõ triệt để rồi. Vì sao vậy? Bạn ở trong đời sống đều làm được rồi, đều dùng được rồi, còn phải niệm Kinh Hoa Nghiêm gì nữa chứ? Kinh Hoa Nghiêm là dạy bạn ở trong đời sống thường ngày, ở trong công việc, ở trong đối nhân xử thế tiếp vật, nhìn thấu, buông xả, thành thật niệm Phật. Không những Kinh Hoa Nghiêm tham thấu rồi, mà 600 quyển Đại Bát Nhã cũng tham thấu rồi. Trong Kinh Kim Cang nói thấu triệt như vậy. Cái gì là Phật Pháp? Đây chính là Phật Pháp. Phật Pháp chân thật, Phật Pháp chân thật. Tu phước, tu huệ, giữ chúng kết duyên, đại từ đại bi, tự giác giác tha, bình đẳng bất nhị. Bản thân đạt đến cái cảnh giới này, hành vi đời sống thường ngày của bạn nhất định là như thế này. Tu phước là rộng độ chúng sanh, dùng đủ loại phương tiện lợi ích tất cả chúng sanh, đây là tu phước. Tu phước mà không chấp cái tướng tu phước, tuy là mỗi ngày đang làm, mỗi giờ đang làm, mỗi niệm đang làm, tuyệt đối không có chấp tướng. Không chấp tướng chính là tu huệ, hoàn toàn không phải ngoài tu phước, còn phải tìm một cái tu huệ khác nữa, thế thì sai rồi. Không chấp tướng chính là tu huệ, kết duyên với chúng sanh. Tuy kết duyên cũng không chấp tướng, cái này đích thực gọi là đại từ đại bi, tự giác giác tha, bình đẳng không hai. Chấp tướng là không bình đẳng, có phân biệt là không bình đẳng, có chấp trước đương nhiên là càng không bình đẳng. Đảng tu huệ bất tu phước, nhân thị ngã tướng vị trừ, chư Phật vị tất hậu niệm. Có một số người không chịu giúp đỡ người khác, bản thân rất khiêm tốn, rất lịch thiệp. Tôi hiện nay vẫn không được, tôi tu hành công phu vẫn chưa đủ, tôi vẫn không thể giúp đỡ người. Đây là tướng ngã chưa trừ, chư Phật cũng không thể phù hộ bạn. Đến khi nào làm gì? Hiện tại phải làm ngay. Nhất định phải biết phước huệ song tu, biết được tu phước cùng tu huệ là một, không phải hai. Chỉ cần tu phước, không chấp tướng chính là tu huệ. Cái ý nghĩa này giải thích hay vô cùng. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Kết thành vô trụ bố thí. Đoạn nhỏ này là kết lại phần bất ứng. Thị cố Phật thuyết Bồ Tát tâm, bất ưng trụ sắc bố thí. Điều quan trọng là trụ. Trụ chính là chấp trước. Bồ Tát có cần bố thí không? Không cần bố thí, nhất định tu bố thí. Vừa mới nói niệm niệm tu bố thí, nhưng nhất định không được chấp tướng, nhất định không được có phân biệt. Tất cả tùy duyên,
chứ không phan duyên là đúng rồi. Phát Bồ Đề Tâm tức thị phát lục độ tâm, bất ưng trụ lục trần sanh tâm, chánh vi hành bố thí lục độ nhĩ. Lục độ đã bao gồm toàn bộ đời sống của Bồ Tát. Điểm này các vị nhất định phải hiểu rõ. Tuy là chúng tôi đã giảng rất nhiều lần, nó thật sự vẫn không đủ. Tại vì sao nói không đủ vậy? Cảnh giới của mọi người chưa chuyển lại được. Không những ở trong đời sống thường ngày các bạn chưa chuyển lại được, ở trong quan niệm chưa chuyển trở lại. Cho nên Thế Tôn Kinh Bát Nhã giảng 22 năm cũng thật sự có đạo lý. 22 năm thời gian dài như vậy, không ngừng bảo bạn huân tập, đem cái quan niệm này của bạn chuyển trở lại. Quan niệm của chúng ta, đây là tích lũy huân tập quá sâu. Khởi tâm động niệm đều là tật xấu cũ, quan niệm cũ, tư tưởng cũ, cách nhìn cũ, sai rồi. Bất luận là đời sống thế pháp hoặc giả tu học Phật Pháp, quan niệm của chúng ta thấy đều sai rồi. Mở bản kinh ra đọc qua giống như hiểu được một chút, đem bản kinh xếp lại thì lại quên hết sạch sẽ rồi. Tu hành như vậy làm sao có thể tiến bộ được chứ? Làm sao có thể có thành tựu được chứ? Phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là giác ngộ. Tâm Bồ Đề chính là tâm giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Thứ nhất, phải giác ngộ sanh tử luân hồi là đáng sợ. Việc thế gian không có sự việc nào đáng sợ hơn việc này. Cái này phải giác ngộ. Kế đến phải giác ngộ niệm Phật có thể thành Phật ngay trong đời này. Bạn có thể giác ngộ được hai điểm này là khá rồi. Bạn đã được cứu rồi. Hai điểm này nếu không giác ngộ là không được cứu. Những giác ngộ khác không được. Hai điểm này quá quan trọng. Bạn giác ngộ được lục đạo sanh tử luân hồi đáng sợ, bạn sẽ hạ quyết tâm: tôi nhất định phải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nếu bạn giác ngộ được niệm Phật có thể thành Phật, tôi là dùng cái phương pháp này để thành Phật, để dứt sanh tử ra khỏi tam giới, người này gọi là người giác ngộ chân chánh. Cái này chính là tâm Bồ Đề vô thượng mà Ngẫu Ích Đại Sư nói ở trong Kinh Di Đà yếu giải. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người không biết chữ, chưa từng được đi học, cũng chưa từng nghe kinh, chỉ biết một câu A-di-đà Phật. Họ niệm mấy năm là có thể đứng mà giảng sanh, đang ngồi mà giảng sanh, không bị bệnh, biết trước giờ đi. Họ dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào hai loại giác ngộ này, họ liền thành công. Cho nên hai loại giác ngộ này là giác ngộ triệt để, là đại giác chân thật. Tất cả cửa ngộ khác không bằng nó.
người giác ngộ triệt để, cái tâm này của họ nhất định là tâm lục độ. Họ thế duyên phải đều buông xả, tâm bố thí. Họ nhất định là rất tuân thủ phép tắc, rất thành thật niệm Phật, là tâm trì giới. Bất luận gặp phải nghịch duyên như thế nào, họ đều phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đều không so đo, là tâm nhẫn nhục. Suốt ngày một câu A-di-đà Phật này không gián đoạn, là tâm tinh tấn. Thế gian việc tốt cỡ nào, họ cũng không bị cám dỗ. Họ như như bất động. Ở trong Phật Pháp, pháp môn cao siêu đến cỡ nào, họ cũng không cần, là tâm thiền định. Một mực khăng khăng, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, là tâm bát nhã. Tâm người ta phát là tâm lục độ. Chúng ta nếu muốn thành tựu mà không phát cái tâm này thì rất khó, rất khó. Nhất định phải phát cái tâm này. Bất ương trụ lục trần, đó thật là nhìn thấu buông xả. Việc lục độ có cần làm không vậy? Cần làm. Việc lục độ cần làm, tâm lục độ cần có, việc lục độ cần làm. Quyết định không có vọng tưởng, quyết định không có tạp niệm, quyết định không bị ô nhiễm. Hành lục độ như thế này, đây là tự lợi, lợi tha, chân thật. Là tu Bồ Tát Ba La Mật chân thật. Nhất hữu sở trụ dĩ vi cảnh chuyển, tắc bố thí đẳng công hạnh, tất bất năng viên mãn. Đây là không được chấp trước, đây là không nên trụ. Có mảy may chấp trước, cái nhất hữu sở trụ này chính là có mảy may chấp trước, bạn liền bị cảnh giới chuyển rồi. Cũng chính là nói, ở trong tâm của bạn đừng có bận tâm, đừng có lo buồn. Bạn bị cảnh giới chuyển rồi. Tuy hành Bồ Tát Đạo mà Bồ Tát Đạo hành không viên mãn, cái Bồ Tát Đạo không viên mãn này, nếu như thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì sao? Vẫn được đới nghiệp giảng sanh. Nếu như không tu pháp môn tịnh độ, cái mà bạn một đời tu học đều biến thành phước báo của đời sau. Đời sau nhất định có phước báo. Cái phước báo đó hưởng ở đường nào vậy? Nó thật sự không nhất định. Đời sau vẫn có thể được thân người sao? Thử nghĩ xem ngũ giới của mình có viên mãn hay không. Ngũ giới viên mãn mới có thể được thân người. Ngũ giới không viên mãn thì không thể có được thân người. Thử nghĩ xem, ta có thể biến thành ngạ quỷ không? Đời sau đi về cõi quỷ thì sao?
cõi quỷ có điều kiện của cõi quỷ. Thử nghĩ xem điều kiện của ta có hợp với điều kiện của họ không? Họ là điều kiện gì? Tâm tham. Khang tham là ngạ quỷ. Khang là keo kiệt. Mình có của mà không nỡ cho người khác. Thế gian ngũ dục lục trần tham. Phật pháp cũng tham. Tâm tham là cảm ứng với cõi ngạ quỷ. Nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ là tâm tham. Tâm của cõi địa ngục là sân hận. Thấy cái này cũng chướng mắt, thấy cái kia cũng không vừa ý, suốt ngày cứ nổi giận. Thế là đã gần gũi, làm hàng xóm với cõi địa ngục rồi. Ngu si biến thành súc sanh. Ngu si là tà chánh, phân không rõ ràng. Thật giả không rõ ràng, thiện ác phân không cho rõ ràng. Đó là ngu si. Học Phật pháp, Phật pháp cũng không có hiểu rõ ràng. Cái quả báo đó là súc sanh. Cho nên bạn tu phước báo là nhất định có. Tương lai đến cõi nào để hưởng thụ, tự mình suy nghĩ thật kỹ xem, có lẽ đã biết. Không cần phải hỏi người khác. Vì thế nên lìa tất cả tướng, rộng hành lục độ, lợi ích tất cả chúng sanh. Người giác ngộ chân chánh, cuộc sống cả đời của họ nhất định là sống như vậy. Họ sống cuộc sống rất mãn nguyện, là lợi ích tất cả chúng sanh. Rộng hành lục độ, họ nhất định là tùy duyên chứ không phan duyên. Phan duyên tâm liền có trụ rồi. Tâm của tùy duyên là tâm vô trụ. Phan duyên là trong tâm tôi nghĩ, tôi phải làm như thế nào, làm như thế nào. Thế thì trong tâm bạn đã có tưởng rồi. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, ta phải nghĩ làm như thế nào, làm như thế nào, đó là tu phước. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.